Theo báo cáo, kế hoạch tiêm chủng tại tất cả 50 bang đều bị ảnh hưởng do bão tuyết. Trận bão tuyết tràn vào nước Mỹ từ tuần trước đã khiến tê liệt hệ thống giao thông, hàng triệu hộ dân và các địa điểm khác rơi vào cảnh mất điện. Các nhóm hậu cần và phân phối đều phải đối mặt với thách thức khi các nhân viên không thể đến làm việc do bão tuyết, họ không thể đóng gói và vận chuyển vaccine, cũng như các công cụ cần thiết khác. Ngoài ra, các tuyến đường đóng cửa cũng đã cản trở về vận chuyển vaccine. Một điều nữa, hơn 2.000 điểm tiêm vaccine nằm ở những khu vực bị mất điện nên không thể tiếp nhận cơ quan thời tiết quốc gia mỹ dự báo một trận bão lớn sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực trải dài từ bang virginia tới tận đông bắc nước này tạo nên lớp tuyết dày tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân